chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống xung quanh chúng ta còn vô vàn điều mới là thú vị và vô cùng bí ẩn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn đi khám phá những điều mới mẻ và bí ẩn đó. Để không bỏ lỡ những thông tin chi tiết từ kênh của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến với phần thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay nhé. Chiêm ngưỡng loạt bất động sản khủng của vợ chồng Victoria Beckham. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn vợ chồng David và Victoria Beckham, còn khiến công chúng choáng váng với cuộc sống hào nhoáng xa hoa và sở hữu hàng loạt biệt thự, căn hộ hàng sang trải dài từ Anh, Mỹ đến Dubai. Vợ chồng cựu danh thủ David Beckham hiện là cặp đôi quyền lực và giàu có bậc nhất làng giải trí Anh. Vick và Beck khiến công chúng trầm trồ với cuộc sống hào nhoáng, những bữa tiệc tráng lệ nhiều người nổi tiếng, những chuyến du lịch xa xỉ mà còn gây chó ngợp với khối bốc động sản khổng lồ có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Victoria Beckham cùng ông xã giàu có sở hữu căn hộ cao cấp nằm trên tòa nhà chọc trời ở Miami, Mỹ, là chủ nhân của sinh tử xa hoa giữa London, Anh hay biệt thự hoành tráng, tiền nghi, tận Dubai. Biệt thự ở London, Holland Park, 31,5 triệu bảng Anh Đây là căn nhà đắt giá nhất mà vợ chồng cựu danh thủ người Anh sở hữu và cũng là nơi gia đình của cặp đôi quyền lực này gắn bó nhiều nhất Biệt thự hoành tráng phủ màu trắng nền nã này tọa lạc tại khu Holland Park, đắp đỏ của London, nước Anh, được từ thành viên nhóm Spy Girls và ông xã giàu có mua vào năm 2013 với giá trị là 31,5 triệu bảng Anh, tương đương hơn 920 tỷ đồng. Căn nhà tráng lễ này gồm 7 phòng ngủ, 2 phòng thay đồ rộng thanh thang, khu vui chơi trong nhà, phòng tập thể dục, khu spa, salon. Để biến tổ ấm thành trốn đi về lý tưởng, cặp sao đã bỏ ra số tiền lớn để trang hoàng, thiết kế lại không gian bên trong. Theo The Sun, David và Victoria Beckham đã chi khoảng 8 triệu bảng Anh, hơn 233 tỷ đồng để thay đổi căn nhà này. Phải mất 3 năm để ngôi nhà được hoàn thành và cả gia đình đã dọn vào đây từ mùa hè năm 2016. Trên Instagram, các thành viên nhà Beckham thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc quay quần ấm áp bên trong tổ ấm khủng này. Căn nhà Coswell 6,15 triệu bảng Anh Việc sở hữu sinh thử hoành tráng ở London vẫn chưa khiến Victoria Beckham và chồng hài lòng. Họ nhanh chóng tẩu ngay một căn nhà cổ kính ở vùng Coswell, nước Anh, để làm nơi lui về sau những ngày làm việc mệt mỏi và tận hưởng thiên nhiên trong lành, yên tĩnh. Theo The Sun, căn nhà được xây bằng đá với hình dáng cổ kính đơn giản và tạo cảm giác ấm cúng xung quanh phủ đầy cây xanh và có sân tennis rộng rãi. Bất động sản này được cặp sao mua với giá 6,15 triệu bảng Anh, gần 180 tỷ đồng vào năm 2016. Căn nhà là nơi được gia đình nổi tiếng này thường xuyên lui tới để nghỉ ngơi. Trang báo xứ sở sương mù cũng cho biết hiện cả gia đình Beckham đang cách ly tại mái ấm cổ kính này trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Anh. Căn hộ ở Miami, Mỹ 20 triệu bảng Anh. Mới đây nhất, Vic và Beck khiến truyền thông trầm trồ khi quyết định chi 20 triệu bảng Anh hơn 584 tỷ đồng, mua căn hộ xa hoa thuộc Unthousand Museum, một trong những tòa nhà cao nhất Miami, bang Florida của Mỹ. Nhà mới của cựu danh thủ người Anh có 5 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh cùng các trang thiết bị hiện đại. Căn hộ được thiết kế đầy tinh tế, mê hoặc với những ngóc ngách đường nét uốn lượn đầy tính nghệ thuật, được tạo ra bởi vị kiến trúc sư người Anh Zaha Hadid, người vốn được mệnh danh là nữ hoàng của những đường cong. Ngoài ra, tòa nhà còn phục vụ các tiến nghi cao cấp như phòng tập thể dục riêng, hồ bơi và sân đáp trực thăng ở trên tầng thượng. Đang nói, căn hộ rất gần với cầu đáng nói căn hộ rất gần với câu lạc bộ bóng đá Inter Miami do so David Beckham đồng sở hữu. Đội bóng này cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến cửu xanh thủ và vợ tàu nhà mới ở Miami. Dù đa phần đi lại giữa Anh và Mỹ, song vợ chồng David Beckham vẫn sẵn sàng phung tiền tàu hai căn nhà ở Dubai. Một trong số đó là căn hộ ở tòa nhà trọc trời Burj Khalifa với chiều cao gần 830 m so với mặt đất. Theo The Time of India, năm 2009, bộ đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí Anh đã bỏ ra 4 triệu bảng, hơn 116 tỷ đồng để sở hữu căn hộ tiền nghi hiện đại ở tòa nhà hoành tráng này. Không giống các bất động sản khác mà họ sở hữu, cặp sao khiếm khi chia sẻ về căn hộ đắt đỏ ở Dubai của mình. Ngoài ra, vợ chồng Beckham còn hào phóng bỏ tiền sắm luôn một biệt thự khác ở Palm Jumeirah, Dubai. Theo tạp chí Now, căn nhà xa hoa này được ông bố bốn con mua vào năm 2002 với giá 1,3 triệu bảng Anh, khoảng 38 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2008, giá trị của biệt thự đã cán mốc 8 triệu bảng Anh. Ở thời điểm hiện tại, biệt thự còn có giá cao hơn gấp nhiều lần. Theo nhiều nguồn tin, vì là kể trên sau đó đã được ngôi sao sân cỏ đình đám một thời tặng lại cho bố mẹ vợ. Vợ chồng Victoria Beckham còn sở hữu thêm nhiều bất động sản, trong đó có tòa nhà hoành tráng ở khu Hertfordshire của Anh được báo chí gọi với cái tên là Cung điển Buckingham. Khu nhà nét mình trong khuôn viên xanh trồng lớn, biệt thự trông như một tòa lâu đài cổ với bảy phòng ngủ, phủ đá cẩm thạch, tô điểm bằng những tấm màn nhung và là một mê cung theo phong cách trung cổ. Tuy nhiên, bộ đôi này cũng không thường xuyên lui tới đây. Cuối cùng, họ quyết định bán bất động sản này với giá 11,35 triệu đô, hơn 331 tỷ đồng, vào năm 2015. Sau khi David Beckham ký hợp đồng với câu lạc bộ Los Angeles Galaxy, gia đình Anh quyết định mua một căn nhà 6 phòng ngủ ở Los Angeles, Mỹ vào năm 2007 với sự giúp đỡ của người bản thân và nhà thiết kế nội thất Kelly Hoppen, cặp đôi đã biến ngôi nhà này thành tổ ấm hoàn hảo. Biệt thự nếp mình giữa đồi Beverly và Bel Air với tầm nhìn tuyệt đẹp, hồ bơi mát mắt và sân vườn phủ đầy cây xanh. Tuy nhiên, đến năm 2018, họ đã quyết định chia tài biệt thự hoành tráng này với giá 25 triệu bảng Anh, hơn 730 tỷ đồng, đem về khoản lợi nhuận lên đến 13 triệu bảng.